Xin chào tất cả mọi người, trải nghiệm ẩm thực hôm nay là lẩu bò thịt tươi Trung Hoa. Wow, bò nhìn ngon nha. Chiều tối hôm nay thì hai vợ chồng mình có rủ anh chị bạn qua quận 5 để ăn lẩu bò thịt tươi ở một cái tiệm có cái tên là Gu Ma Vương. Sau khi mà đi du lịch Trung Quốc cùng nhau về thì tụi mình phát hiện là rất hợp gu ăn uống và rất là thích đồ hoa, cho nên là cũng hay đi tìm hiểu quán này quán kia và đi ăn thử cùng nhau. Quán này thì là có chủ người Trung Quốc luôn, và thịt bò gọi đến đâu thì sẽ có cái máy cắt đằng trước cắt đến đó, và hầu hết 90% thực khách là người Trung Quốc. Sơ bộ qua thực đơn của quán thì có lẩu và các loại xiên nướng sao cao, và cùng với các món nhâm nhi như là bò khô, đầu vịt phá lấu, chân gà. Và mình sẽ có được phát một cái tờ giấy và mình sẽ điền vào đây để gọi món. Ở đây thì có khoảng 5 loại nước lẩu là nước xương bò, nước sâm bổ lượng, nước khổ qua đậu nành, nước lẩu tứ xuyên, nước lẩu thảo dược với giá từ 80.000 đến 140.000. Về nhúng lẩu thì thịt bò có khoảng 20 loại khác nhau, còn có đa dạng các loại hải sản, thịt heo từ 90.000, 100.000 một dĩa. Các loại rau nấm, đậu, mì thì tầm dưới 50.000 một món. Có một cái bảng minh họa cho các que xiên nướng nên nhìn cũng rất là dễ chọn. Gọi món nào thì mình chỉ cần đánh dấu vào giấy là được. Quán sẽ phục vụ nước lẩu ra trước thì tụi mình gọi hai loại là nước xương bò nước trong và lẩu tứ xuyên. Lẩu tứ xuyên thì màu đỏ và nhiều dầu nhưng mà cái mùi của nó sẽ không quá nồng như là lúc mình ăn ở Trung Quốc. Và còn nước lẩu xương bò thì sẽ là loại nước trong và bên trong thì sẽ có nhiều củ cải và bắp, nhìn rất là thanh đạm, trái ngược lẫn với nhau. Thường thì đi ăn lẩu mình sẽ gọi một loại dạng như là thanh đạm, nước trong và một loại sẽ rất là cay để là cân bằng và cũng dễ ăn trong nhiều món. Ở cuối quán thì sẽ có một cái quầy pha nước chấm. Mình thấy lạ nhất là có cái món gọi là tương sa trà. Mình có đọc qua trên mạng thì đây là một cái tên khác cũng có nguồn gốc giống với lại chữ sa tế, làm từ dầu đậu tương, tỏi, hẹ, ớt, cá và tôm. Nó sẽ có vị mặn và hơi cay. Ngoài ra thì cũng có các loại ớt, sa tế, tương mè và các loại gia vị mà để pha chế nước lẩu quen thuộc mà mình thường thấy ở nhiều quán. Tỏi phi, tỏi băm, bột ớt, rồi dầu mè, giấm, hắc xì dầu. Các món tụi mình gọi thì đã lên rồi. Quán thì có chuẩn bị thêm một cái xe đẩy để mình có thể để thêm đồ ăn, tại vì trên bàn thì sẽ không có để được hết các phần đồ ăn do là tụi mình gọi cũng hơi nhiều, mà mấy món đều đựng trong từng dĩa sơ sơ thì có vài loại nấm, rau, mì, bánh phở, đậu hũ, tôm tươi viên và bò viên. Thường á là những cái loại nước lẩu cay bên Trung Quốc thì sẽ có thêm cái tiết vịt. Mình sẽ chia các loại đồ ăn ra làm hai, xong rồi bỏ lần lượt vào hai bên lẩu. Mỗi bên thì mình sẽ bỏ một chút. Đầu tiên là mình sẽ bỏ các loại nấm để cho nó thêm ngọt cái nước. Xong sau đó thì mới bỏ các loại đồ ăn vào. Có chỗ mình ăn là có bò viên được quết tươi luôn, rất là lạ, nhưng mà bò viên ở đây thì đã được quết sẵn rồi và cũng là để đông lạnh, cho nên là mình hơi không thích cái chỗ này một chút. Rồi sau đó thì tụi mình sẽ cho thêm là đậu hũ. Chị bạn mình thì cực kỳ thích đậu hũ luôn, cho nên là giống như là khi mà tụi mình đi Trung Quốc á, đi vô quán nào cũng gọi đậu hũ hết. Về đây thì khi ăn lẩu cũng phải gọi đậu hũ, món yêu thích của chị luôn. Cái viên tôm tươi này mình thấy rất là nhiều tôm, thịt tôm được quết đầy cả một viên. Trong khi đợi đồ ăn chính thì tụi mình sẽ ăn trước các phần xiên nướng. Thì những cái xiên này á, thì nó sẽ có thời gian chín khác nhau. Nướng đến đâu thì quán sẽ đem ra đến đó cho mình. Có thịt heo, bò cù, sụn gà, mè gà. Mình thấy có cái món hẹ nướng với lại đậu que này ăn ngon và lạ miệng lắm. Đậu bắp thì mình thường hay ăn rồi, nhưng mà cái đậu que với lại là cái hẹ nó rất là lạ miệng. Xiên bò cũng khá là ngon. Một phần ở đây thì sẽ tầm khoảng là 5 đến 6 xiên một phần. Mấy xiên que này nhìn nhiều vậy thôi, chứ ngồi nhâm nhi một chút xíu với nhau, mỗi người vài xiên là hết nhanh lắm. Thịt được ướp gia vị đậm đà, rất là nhiều loại gia vị nhưng mà không có bị quá nồng. Mỗi loại như mực nè, như thịt cừu, thịt dê thì mỗi loại đều có một cái hương vị riêng hết.
Thịt bò được cắt xong thì sẽ bưng ra bàn cho mình. Nhiều chỗ thì sẽ dàn trải các miếng bò trên một cái dĩa nhìn cho nó nhiều. Nhưng mà những cái miếng đó thực sự là nó rất là mỏng. Còn ở đây thì mình thấy bò được đựng trong một cái dĩa nhỏ bằng cái size như là đựng mì, đựng phở thôi. Nhưng mà cái phần thịt nó được chất đầy, nhìn rất là đầy đặn nha, chứ không phải là ít đâu. Lúc đầu thì tụi mình cũng tưởng là ít, nhưng mà sau khi nhúng rồi mới thấy là phần thịt cũng rất là nhiều. Và cái màu thịt nhìn rất là tươi và vừa mới cắt từ máy ở ngay đằng trước quán là sẽ đem vào để phục vụ khách luôn. Mình có gọi 4 phần mà được cái dấu tích gọi là dấu đề cử của quán, đó là phần bắp sau, bắp trước, thăn bò và gu bò. Những phần kia thì sẽ có giá là 100 đến 120 ngàn. Riêng phần gu bò thì sẽ có giá gần như là gấp đôi, là 233 ngàn một dĩa. Các loại viên rau nấm mình bỏ lẩu thì bây giờ cũng đang dần dần chín rồi. Tụi mình sẽ vớt ra ăn trước, xong sau đó thì sẽ thưởng thức cái món chính của ngày hôm nay. Đó chính là cái món thịt bò. Đặc trưng của những quán lẩu bò kiểu này là sẽ có một cái vá để mình có thể bỏ tất cả thịt bò trong dĩa vào trong vá trong một lần, xong sau đó thì mình sẽ nhúng xuống một vài giây. Có nhiều chỗ thì sẽ hướng dẫn kỹ hơn là cho mình biết là từng loại thịt sẽ tốn khoảng bao nhiêu giây, 8 đến 10 giây hay 10 đến 15 giây để chín. Nhưng mà ở đây thì chủ quán chỉ dặn chung chung là nhúng vô vừa chín tới lấy ra là được. Mình không có cần để quá lâu, tại vì nếu mà để lâu á, thì cái thịt bò nó sẽ bị dai, mất đi độ tươi. Mỗi phần thịt thì mình cứ ăn tới đâu mình nhúng tới đó. Riêng là mình rất là thích cái phần bắp. 4 người nên là tụi mình ăn cũng khá nhanh. Một dĩa thịt bò bỏ vào nhúng một hồi, gấp vài ba gấp, mỗi người một hai gấp là hết. Cho nên là cứ nhúng liên tục, nhìn màu thịt rất là tươi và sau khi nhúng có ngấm vào vị nước lẩu cay cay, rất là dễ ăn luôn. Do là có vị nước lẩu cũng cay và đậm đà, mình thấy cũng rất là vừa, nhưng mà chấm thêm sốt cũng rất là ngon. Chấm thêm sốt cũng được nha. Sốt ở đây thì nó sẽ rất là lạ miệng, hơi thiên vị mặn và đậm đà một chút, mà cũng lạ hơn ở nhiều chỗ nữa. Mình nghĩ thì những cái sốt ở đây á, là cũng sẽ kiểu là những cái tương bán sẵn thôi, chứ cũng không phải là quán tự làm đâu. Nhưng mà những cái loại này mình ở những quán lẩu khác á, thì mình cũng chưa có từng ăn qua nhiều, cho nên là mình cũng thấy lạ miệng. Chấm nó ngon hơn. Nói chung là mình thấy các món ở đây chất lượng và ổn so với tầm giá. Nếu mà không khí cũng rất là trò chuyện vui vẻ rồi náo nhiệt, kiểu mọi người xung quanh đều ăn uống trò chuyện rất là vui, nên là hội họp bạn bè hoặc là gia đình ăn uống cũng được. Sau khi ăn no căng bụng cả bàn 4 người thì tổng thiệt hại là tầm hết khoảng 1,7 triệu. Nếu mình nghĩ là ai mà thích ăn lẩu kiểu Trung Quốc thì có thể tham khảo ở đây nha. Tại vì đây là, nói là chuẩn vị thì cũng đúng luôn, là do chính chủ là người Trung Quốc chế biến. Tuy nhiên là nhiều khi sẽ có điều chỉnh để cho phù hợp với lại khẩu vị người Việt Nam một chút. Vậy là ngày hôm nay hai vợ chồng em Héo Nu đã giới thiệu được đến với cả nhà một món ngon là lẩu bò Trung Hoa. Bây giờ thì xin phép tạm biệt. Và mọi người đừng quên nhấn like và subscribe kênh để cùng đi khắp nơi thưởng thức nhiều món ngon với vợ chồng Héo Nu nha. Cảm ơn rất là nhiều.